Xin chào các bạn. Ở trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cắt một cái video hoặc là một cái hình ảnh theo một cái hình dáng bất kỳ. Hình dáng ở đây có thể là hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác, hình lục giác, vân vân và vân vân. Như vậy thì làm thế nào để chúng ta thể tạo được những video với hình dáng như thế? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu nha. Đầu tiên thì các bạn sẽ mở Camtasia lên, và trước khi bắt đầu cho cái video hướng dẫn này thì nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì các bạn vui lòng đăng ký kênh để chúng ta cập nhật cái video mới thường xuyên các bạn nha. Rồi bây giờ thì với hình ảnh và với video thì cái cách làm nó cũng tương tự như nhau. Do vậy mà ở đây thì mình sẽ minh họa cho các bạn bằng một cái video, và mình đã chuẩn bị cho các bạn một video rồi, thì mình sẽ đưa cái video vào như thế này. Rồi đây là cái video mà mình minh họa các bạn nha, một video hình chữ nhật như thế này. Và bây giờ thì nếu chúng ta muốn cắt cái video này theo cái hình dáng hình vuông, hình chữ nhật thì chúng ta sẽ làm như sau. Các bạn sẽ nhìn lên trên này, chúng ta có một công cụ có tên gọi là crop ở đây, và chúng ta sẽ nhấp chuột vào. Thì mặc định của nó là nó sẽ ở cái công cụ là edit, có nghĩa là cái hình mũi tên nhỏ như này. Thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua cái hình crop nha, các bạn sẽ nhấp qua. Và với video này giờ thì mình muốn cho nó thành một cái video hình chữ nhật, tại vì cái đối tượng của mình là cái người đứng như này, thì các bạn chỉ việc là crop nó lại như này đó, kéo nó lại như thế này. Sau đó thì nếu các bạn muốn di chuyển nó sang một cái chỗ khác thì chúng ta chỉ cầm chuột kéo nó đi mà thôi. Với cái công cụ crop này thì chúng ta có thể tạo được cái hình theo cái dạng hình chữ nhật hoặc là hình vuông như này nha. Đó thì chúng ta có thể là cắt bớt những thành phần dư đi trong video. Như vậy thì với hình chữ nhật, hình vuông thì chúng ta có thể dùng công cụ crop như thế này. Còn như với những hình dạng khác thì chúng ta làm như thế nào? Thì các bạn sẽ vào cái mục là annotation để chúng ta chọn cho mình cái hình dáng nhé. Thì chúng ta sẽ chuyển qua cái tab có tên gọi là shape như thế này. Đấy. Thì trong mặc định của Camtasia thì nó có một số hình dáng như thế này. Thì bây giờ mình sẽ ứng dụng để mình những cái hình này vào cái việc mà mình cắt cái video này các bạn nhé. Thì để làm được cái tính năng này thì Camtasia của bạn phải sử dụng phiên bản từ Camtasia 2020 hoặc là Camtasia 2021 thì mới có tính năng này nha. Còn nếu các bạn xài những phiên bản cũ hơn thì chúng ta chỉ cắt được video theo hình chữ nhật hoặc hình vuông mà thôi. Rồi bây giờ thì mình sẽ chọn một hình dáng khác. Ở đây ví dụ như mình muốn chọn thành cái hình lục giác này đi nha, thì các bạn sẽ cầm cái hình lục giác kéo và thả vào đây. Và sau đó thì các bạn muốn cái video này nó cắt theo hình dáng lục giác này thì các bạn sẽ cần phải phóng to nó lên nha. Các bạn cần phải chuyển sang cái mục edit để chúng ta có thể là phóng to cái hình. Đây, mình sẽ phóng to cái hình lên như này. Và bây giờ thì mình sẽ cắt cái video này thành cái hình lục giác cho các bạn xem nhé. Thì các bạn sẽ cắt nha. Rồi có hai cách nha. Nếu các bạn sử dụng Camtasia phiên bản 2020 thì chúng ta sẽ cắt nó bằng cái công cụ alpha ở cái con mắt như này. Các bạn sẽ nhấp phải vào và các bạn sẽ chọn alpha, thì lập tức cái video của bạn sẽ được cắt theo cái hình ha, cái hình lục giác của chúng ta như này. Đây các bạn thấy ha. Còn nếu các bạn xài phiên bản Camtasia 2021 thì chúng ta sẽ làm một cái cách đơn giản hơn. Vì sao mình hướng dẫn cho các bạn cách đơn giản hơn? Vì với Camtasia 2020 thì khi mà các bạn sử dụng cái công cụ crop, công cụ alpha như này thì nó sẽ áp dụng cho toàn bộ cái chất này. Các bạn thấy cái chất hai nó đang bị mờ đi nè, có nghĩa là tất cả những cái đối tượng nha, đối tượng đều bị ảnh hưởng. Như vậy thì sau khi mà các bạn áp dụng cái chức năng alpha lên thì những cái phần mà ở dưới này nè nó sẽ bị đè đi và nó không hiển thị nữa. Các bạn thấy ha, khi mình kéo qua đây mặc dù có nội dung nhưng mà nó bị cái alpha này đè đi, do vậy mà nó không hiển thị ở đây. Do vậy mà nếu các bạn muốn nhờ cái phần dưới của cái chắc này nó hiển thị thì chúng ta phải làm một thao tác thủ công nữa, là các bạn sẽ cắt những cái phần này đi nha. Các bạn sẽ tách nó ra như thế này và các bạn phải đưa nó lên trên cái chắc có cái thùng alpha đó thì nó mới hiển thị được. Như vậy thì khi mà các bạn sử dụng cái cách cắt như thế này trong Camtasia 2020 thì các bạn cần lưu ý cái điểm này nha. Ở phía sau này nó cũng sẽ bị mất đi. Như vậy thì cái vấn đề này đã được khắc phục ở trong Camtasia 2021 bằng một tính năng có tên gọi là Media May nha. Thì bây giờ mình sẽ tạm thời xóa cái này đi và mình sẽ cho video trở lại bình thường nha. Lên này. Rồi, trong Camtasia 2021 nó có một cái cải tiến của Camtasia 2020, đó là tính năng Media May. Thì các bạn sẽ vào cái mục có tên gọi là Visual Effect này và nó có cái tính năng Media May. Thì bây giờ mình cũng làm tương tự nha, mình sẽ chọn cái hình nha, hình này mình sẽ kéo thả xuống như này. Rồi sau đó thì mình sẽ chỉnh lại cái độ lớn của cái hình dáng mà mình muốn cắt. Sau đó thì mình sẽ đưa tính năng Media May vào, mình sẽ thả vào đây. Và các bạn thấy nó sự khác biệt giữa Media May và tính năng Alpha chưa? Có nghĩa là
nó không bị che toàn bộ cái nội dung phía dưới mà nó chỉ tác động đến cái hình ảnh mà mình đưa vào mà thôi nha. Đó, do vậy mà một cái tiếng mới của Camtasia 2021 mà rất là hay, mà khi mà các bạn đang dùng Camtasia 2020 thì các bạn nên cập nhật lên phiên bản mới này nha. Như vậy là chúng ta đã cắt được cái hình dáng theo cái hình mà hình lục giác rồi. Nếu các bạn muốn cắt theo cái hình khác thì sao, thì cái cách làm cũng tương tự nha. Chúng ta sẽ chọn nè, ví dụ như đây hình tam giác này, mình đưa hình tam giác vào đây, mình sẽ phóng to nó lên và mình sẽ xoay ngược lại nha, chọn cái phần lớn ở trên đi chẳng hạn đây. Rồi sau đó thì mình lại ứng dụng nha, đưa cái tính năng media may vào, mình chỉ cần kéo thả xuống thôi là mình đã được cái video hình tam giác. Các bạn thấy nha, video tam giác. Rồi như vậy thì với cái mục annotation này thì trong này có bao nhiêu cái hình dạng thì bạn có thể là tạo được cái video của mình theo cái hình dạng đó nhé, hình tròn nè, hình tam giác nè, hình ngôi sao vân vân, thì cái cách làm nó cũng tương tự nha. Đây là view hình tròn nè, cái view hình tròn này cũng làm tương tự các bạn nhé. Các bạn ta kéo xuống nè, rồi ở đây nè mình lại phóng to cái hình mình lên nha. Rồi các bạn lại đưa cái tính năng media may vào để mà áp dụng. Như vậy thì video của bạn vừa có hình tròn, hình tam giác, hình vuông vân vân. Một cái câu hỏi đặt ra là nếu mà mình dùng những cái hình khác ngoài cái phần mềm Camtasia này được hay không, thì ở đây thì mình cũng đã chuẩn bị cho sẵn cho các bạn một cái hình như thế này. Đây, một hình dáng bất kỳ nha các bạn nha, một hình dáng bất kỳ. Rồi mình sẽ phóng to nó lên như thế này. Rồi sau đó thì mình sẽ sử dụng cái tính năng Media May để xem thử là nó có được không các bạn nha. Thì mình sẽ dùng Media May thả vào. Như vậy thì với cái tính năng Media May này thì bất kỳ cái hình nào, từ cái hình trong mặc định trong Camtasia hoặc là một cái hình mà các bạn đưa vào nha, đưa từ ngoài vào, thì chúng ta đều có thể sử dụng được cái tính năng Media May này để cắt cái video của chúng ta theo những cái hình dáng rất là đặc biệt. Các bạn thấy không? Hình dáng này này rất là đặc biệt, thì chúng ta đều có thể làm được. Và với Camtasia 2021 thì nó có một cái tính năng, một cái nút bật tắt ở đây. Nếu các bạn không thích sử dụng cái tính năng này nữa thì các bạn chỉ cần tắt nó đi nha, tắt nó đi như thế này thì chúng ta đã đưa video trở lại với hình dáng bình thường rồi. Như vậy thì mình hướng dẫn xong cho các bạn cách làm để với video với hình ảnh thì cái cách làm đều tương tự nhau các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong các chia sẻ tiếp theo về hướng dẫn sử dụng phần mềm Camtasia. Xin chào các bạn.